Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã chọn và đã đến với chương trình của VCOW Television phát hình trên các băng tần 57.13 tại miền Nam California, 16.2 tại miền Bắc California và trên www.vcow.tv. Đây là chương trình Mạng đàm Anh ngữ với diễn giả Phạm Gia Đại và hôm nay là chương trình thứ 103. Trọng Nghĩa xin thân mến chào diễn giả Phạm Gia Đại. Vâng, chào Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, quả vậy hôm nay là chương trình của chúng tôi là qua kỳ 103 và cái đề tài ngày hôm nay sẽ là 10 cái câu để mà thường dùng trong cái văn phòng của bác sĩ. 10 English phrases for the doctor's office. Những cái phrases, những cái câu mà một người bác sĩ có thể thường hay nói đó là nhiều lắm quý vị, nhưng mà chúng ta nêu ra 10 câu để làm cái thí dụ, làm cái kiểu mẫu để chúng ta dựa trên đó từ từ chúng ta biết trong văn phòng bác sĩ thường nó dùng những từ ngữ nào. Thứ nhất ấy, là cái câu người ta nói rằng là we'll need to run some tests, chứ là chúng tôi sẽ cần phải làm một số những cái thử nghiệm. Run a test tức là thử nghiệm một cái gì. Tests are used to help diagnose, identify the health problem. Những cái thử nghiệm này thì được dùng để giúp diagnose tức là chẩn đoán. To diagnose là bác sĩ người ta chẩn đoán bệnh đó, người ta nghe ống nghe và tim phổi mình đó, tức là người ta đang diagnose. Và diagnose nghĩa tương tự nó là identify, tức là để tìm ra. Tìm ra cái gì? The health problem, tức là cái như có cái vấn đề gì về sức khỏe hay là không. Some common tests are a blood test and a urine test. Một vài những cái test thông thường là đây là cái gì, là thử máu. Blood test là thử máu and urine test là thử về nước tiểu. Và đây có một điều về văn phạm chúng ta học lại. Cái trước cái chữ mà urine đó mình thấy nó là nguyên âm phẩm quý vị, nó là u nhưng mà nó đã không đọc là ăn. Thí dụ ăn nôn đó thì đằng trước mình phải dùng cái mạo từ n, an, an unknown soldier, tức là một người chiến sĩ vô danh. Nhưng mà nếu ở đây nó pronounce là you, thí dụ urine thì nó không là nguyên âm nữa mà nó trở thành là a urine test. Đây là một cái chúng ta học ôn lại văn phạm nha. There are also scans such as an ultrasound used for seeing internal organs. Cũng có những cái scan nữa, tức là có cái người ta rà trong người đó, nó gọi là scan. Thì như là ultrasound tức là dùng siêu âm. Siêu âm là gì? Là dùng để nhìn thấy những bộ phận bên trong nội tạng của mình, tức là những nội tạng. Internal là bên trong, organs là các cơ quan bên trong, tức là các nội tạng của mình. Often used for pregnant women to see the baby, thường dùng cho những người phụ nữ đang có thai để mà nhìn thấy em bé trong bụng của họ. Chúng ta học lại một lần nữa đấy nhé. Woman là một người phụ nữ thì chúng ta đọc là woman, còn nếu mà nhiều người phụ nữ đọc là women. An X-ray, và nhiều khi ta dùng tới cả những cái thử nghiệm bằng tia quang tuyến. X-ray là tia quang tuyến. Use for seeing the bones, dùng để làm gì? Để nhìn thấy những cái xương của chúng ta có bị đứt, cũng có bị bẻ gãy gì không. Thí dụ như là blood samples ready for testing. Thí dụ như là những cái mẫu về máu đó, người ta rút ra một số mà ống ra bằng máu thì nó bảo cái những cái sample này đã sẵn sàng để cho mà thử rồi. Cái số 2 nữa là gì? Là cái câu thường thường nói là I'd like to keep you here overnight for observation. Chúng tôi cần phải giữ bạn ở lại đây qua đêm, overnight qua đêm để mà quan sát. For observation, to observe là quan sát. Observer là người quan sát. Observation là sự quan sát. The doctor will say this if it's necessary for you to stay in the hospital for a little while. Bác sĩ thường sẽ nói cái điều này nếu mà nó cần thiết. If it is necessary for you, nếu mà điều đó là cần thiết cho bạn, để bạn ở lại trong cái bệnh viện đó một thời gian nữa, a little while tức là không có lâu lắm, a little while là một khoảng thời gian ngắn nữa. So that the doctors and nurses can observe you and make sure you are okay. Để làm gì? Để là cho các bác sĩ cũng như các y tá có thể quan sát bạn và
là chắc chắn rằng là bạn là không sao hết, ok, bạn không bị cái gì hết. They might use the machine to monitor your vital sign, observe the rhythm of your heartbeat and breathing. Họ cũng có thể dùng, ở đây chúng ta để ý chữ might nhé. Chữ might này nó là quá khứ của might. Nhưng mà đôi khi chữ might nó dùng trong thì hiện tại nó vẫn có nghĩa là có thể. Đó là cái tiếng Anh như vậy, chúng ta cẩn thận đó. Là chữ might ở đây nó trong cái thể hiện tại đó quý vị, và nó vẫn mang cái nghĩa là có thể. Nhưng mà nó cái nghĩa của nó hơi nhẹ đi một tí. Tức là họ có thể dùng một cái máy để monitor, để mà đo đạc, kiểm soát là monitor. Your vital sign, những cái mà dấu hiệu quan trọng. Vital là quan trọng. Những dấu hiệu quan trọng. Thí dụ như là observe the rhythm, hay là để quan sát cái nhịp đập. Của cái gì? Của cái nhịp tim của bạn. Heartbeat tức là cái nhịp tim đập của mình đó. Beat là đập, heart là tim, heartbeat là cái nhịp đập của tim. And breathing tức là cái hơi thở của mình. Mình thở ra thở vào đó, là hơi thở mình nó có đều hay không. Thí dụ như là monitoring vital signs, tức là người ta đang rà kiểm soát đấy, xem cái những cái dấu hiệu đó trong con người của bạn, quan trọng đó nó như thế nào. Bây giờ cái thứ ba nữa mà trong đó văn phòng bác sĩ thường hay nói là cái gì? We haven't made a diagnosis yet, but we'll rule out cancer. Chúng tôi chưa có chẩn bệnh, chưa có xong một cái chẩn bệnh. To diagnose tức là chẩn bệnh, diagnosis là sự chẩn bệnh. Chúng tôi chưa làm xong cái chẩn bệnh đó, nhưng mà chúng tôi đã loại bỏ cái vấn đề cancer rồi. Đó là cái tin mừng cho người bệnh nhân, cho họ biết rằng là trong những bệnh khác có thể có, nhưng mà họ rule out tức là họ đã bỏ ra ngoài cái bệnh cancer, người bệnh nhân không có. A diagnosis is the identification of the specific health problem. Cái chẩn đoán này là cái gì? Chẩn đoán này á thì là cái để nó tìm ra. Identification là sự tìm ra, giống như chúng ta vẫn nói là cái ID của mình đó. Cái ID của mình mà mình cầm cái thẻ ID đi đó, thì nó từ cái chữ identification này ra đó. Nó gọi là identification card, tức là ID của mình đó. To rule out something means to eliminate it from consideration. Cái động từ to rule ở đây đó là đúng ra nghĩa của nó là cai trị. To rule a country là cai trị một nước. Nhưng mà đây động từ nó là động từ kép đó. Rule out ở đây có nghĩa là ta loại bỏ. Khi mình loại bỏ cái gì mà gọi là rule out, ở đây người ta đã loại bỏ được một cái gì. To rule out something tức là loại bỏ một cái điều gì đó, có nghĩa rằng đã loại trừ cái điều đó ra khỏi cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Consideration, phải tính lại, quan tâm lại. Số 4, does it hurt when I press here? Khi bác sĩ khám, họ nhấn vào phổi, nhấn vào bụng chúng ta, và ông ấy hỏi rằng tôi nhấn vào đây quý vị có đau không? Thì đó là ông nói là does it hurt when I press here? If you have pain in your body, nếu mà bạn có cái sự đau nào đó trong cơ thể của bạn, the doctor might press, tức là gì? Người bác sĩ đó có thể ấn vào, dùng tay của họ để ấn vào. Ở đây chúng ta để ý chữ might cũng vậy, nó là cái thì hiện tại. Press đây tức là gì? Press tức là apply pressure. Press đây tức là ấn vào, tức là gia tăng cái áp lực mạnh ở cái điểm đó. On different places and ask you if you feel any pain at that particular point. Và nhấn trên những cái nơi khác nhau trên cơ thể của bạn, và hỏi bạn rằng bạn có cảm thấy đau không tại một cái điểm nào đó mà ông ấy nhấn vào. Số 5, I'm going to prescribe you some antibiotics, tức là cái thuốc trụ sinh đó. Anti là chống lại, biotic tức là những cái mà nó gọi là những cái bổ trong người mình ấy. Thì cái hai chữ này, antibiotic, nó có nghĩa là thuốc kháng sinh, thuốc trụ sinh. Thì cái câu nó nói là tôi sẽ kê toa cho bạn một số thuốc trụ sinh. To prescribe tức là kê toa, bác sĩ ta kê toa gọi là to prescribe. Và prescription là cái toa, là tiếng danh tự. Cái toa bác sĩ là a doctor's prescription.
Some medication requires the doctor's prescription. Một vài những cái thuốc nó đòi hỏi phải có toa bác sĩ. Tức là requires a doctor's prescription. Nếu thuốc nào mà đòi hỏi bác sĩ thì chúng ta biết dùng cái chữ đó là chữ nào rồi. Và cái prescription này đó người ta giải nghĩa nó là gì? Official note with permission. Cái toa này là cái gì? Tức là một cái note của bác sĩ đó chính thức cho phép mua cái thuốc đó. For you to get it, để cho bạn có thể mà lấy được nó, mua được nó. Antibiotics are used to treat infection. Và cái kháng sinh trụ sinh này để dùng làm gì? Kháng sinh nó dùng để mà điều trị những cái mà bị nhiễm trùng. Infection là sự nhiễm trùng. Thí dụ như là cái chữ mà người ta nói là prescription medication, tức là thuốc này là cái thuốc kê toa, nó có toa của nó. Bây giờ đến cái số 6. Số 6 ở đây đó, chúng ta thấy là do you have any allergies? Allergy là cái dị ứng. Quý vị có cái dị ứng gì không? Có một dị ứng gì không? If you have allergies, it means your body reacts badly to particular foods or medicines. Mà tôi giải thích rất rõ ở đây, tức là nếu mà bạn có những cái dị ứng đó, có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng it means, tức là nó có nghĩa rằng, khi mà chúng ta nói cái đó nó có nghĩa rằng là it means. It means là cái gì? Your body, là cơ thể của bạn nó phản ứng lại, react là nó phản ứng lại. Badly là một cách rất ư là dữ dội, rất ư dư là mạnh, là badly, là xấu, không có tốt đó. To particular food, đối với một số những thực phẩm, or medicine, hay là một số thuốc. You can respond to this question by saying I'm allergic to. Bạn có thể trả lời câu hỏi này, khi bác sĩ hỏi thì bạn có thể nói rằng là tôi có dị ứng với cái gì. Thì cái tính tự của nó là allergic. Allergy là sự dị ứng. Còn to be allergic to, tức là mình dị ứng đối với thuốc nào. Đây là một cái thành ngữ cũng hay, chúng ta nên học là to be allergic to. Đó là một cái idiom chúng ta học thuộc thôi. Và nếu mà trên bên trên đó là chúng ta đã học 6 cái câu mà bác sĩ có thể dùng, văn phòng bác sĩ dùng để hỏi bệnh nhân. Bây giờ đây là có 4 cái câu mà bệnh nhân thường hay nói. Thì chúng ta biết bệnh nhân nói cái gì. Cái số 7 này á, I have a rash on my arm and it's very itchy. Tôi có một cái rát, rash tức là nó bị rát ở trên da đó. Một cái gì nó nổi sần lên gọi là rash. Một cái nổi sần cái rát ở trên cái cánh tay của tôi. Và nó rất là ngứa ngáy. Itchy là ngứa ngáy. Itch là một cái ngứa, là tiếng danh tự. Itchy là tính tự, là cái nó làm cho mình bị ngứa ngáy. A rash is a red irritated area on the surface of your skin. Một cái rash tức là định nghĩa nó là cái gì? Nó là một cái vùng nào mà nó bị irritate, nó làm cho bị kích thích, bị khó chịu. Nó làm cho chúng ta khó chịu ở trên đó là irritate. Irritation là cái sự nó làm chúng ta rất là khó chịu. Một cái gì nó làm chúng ta không yên, chúng ta ngồi không yên là irritation. Thì cái này là trên cái vùng da đó. Irritate area tức là cái vùng da nó đã bị làm cho không bình thường nữa. Và nó nổi đỏ lên, a red nó nổi đỏ lên. On the surface of your skin, trên mặt da đó, nó bị như thế. If it's itchy, nếu mà nó ngứa ngáy, it means you feel an annoying sensation that makes you want to scratch it with your nails. Thì cái này nó có nghĩa là gì? It means là bạn sẽ cảm thấy một cái cảm giác nó rất ư là khó chịu. Annoy, làm cho người ta không có yên, khó chịu lắm. To annoy someone, tức là mình làm phiền người ta. Thì cái annoying đây nó không có nghĩa là làm phiền, mà nó nghĩa làm chúng ta khó chịu. Thì cái sensation là mấy cảm giác annoying là khó chịu trong cái vùng đó. Là that makes you, làm cho bạn phải làm gì? Want to scratch it with your nails, tức là bạn muốn gãi nó với cái móng tay của mình. To scratch ở đây tức là gãi. Còn đúng ra to scratch đây cũng nghĩa là cào, cào cấu là to scratch. Thí dụ con mèo nó cào mình thì đó là scratch. Nhưng ở đây nó có nghĩa là scratch, ở đây có nghĩa là chúng ta gãi. Chúng ta gãi với cái móng tay của mình. Thí dụ như người ta nói là scratching and itch
tức là mình gãi một cái nơi nó bị ngứa. Bây giờ qua cái câu số 8 của bệnh nhân nói, chúng ta nhìn cái câu số 8 này, chúng ta thấy bệnh nhân họ cũng nói rằng I feel a sharp pain when I bend my knee. Người bệnh nhân nói rằng khi mà tôi cong cái đầu gối của tôi lại, tôi cảm thấy nó đau. I feel a sharp pain, tôi cảm thấy, feel là cảm thấy, a sharp pain tức là một cái đau, nó đau nhức nhối. Sharp tức là nó sâu, nó mạnh, nó sắc hơn thì nó gọi là sharp pain. Khi mà bend my knee, to bend tức là cong, là gãy nó trở lại, nó cong gặp nó lại trở lại, to bend. Khi mà tôi gặp cái chân tôi, cong cái chân tôi, cái đầu gối lại thì tôi cảm thấy nó đau. A sharp pain is a strong sudden pain. Khi người ta dùng chữ sharp pain này, nó có nghĩa gì? Nó là một cái đau bất ngờ và nhiều, mạnh. Strong sudden pain. The opposite is a dull pain. Cái mật chữ mà nghĩa ngược lại của cái strong pain là đau 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 nhiều, đau thốn á. Strong pain, đau nhiều, đau thốn á. Thì cái ngược nghĩa của nó là dull pain. Đau là cái gì? Đau tới đây tức là nó nhẹ thôi. Chữ đau ở đây đúng ra đó, nó mang một cái đầu tiên là cái chữ buồn chán. A dull day tức là một ngày buồn chán, không biết làm gì hết. Ngày rất là chán nản, là buồn thì gọi là dull. Hay là một cái màu sắc là màu u tối, là màu u tối, nó không có gì sáng sủa cả thì là dull. Nhưng ở đây dull pain nó nghĩa là cái đau này nó nằm im ở chỗ nào đó mà mình cảm thấy ít lắm, không cảm thấy nhiều. Cho nên nó gọi là dull. Nó opposite với strong. Và đây người ta giải nghĩa a dull pain là a feeling that is weaker and more continuous. Cái dull pain đây người ta nghĩa giải nghĩa rằng đó là một cái cảm giác, chúng ta cảm giác nó cái đau đó nó yếu hơn nhưng mà nó lại kéo dài. Cái đau có vẻ là nó âm ỉ nằm ở bên dưới đó, nó gọi là dull pain. Bên số 9, my stomach hurts and I've lost my appetite. Tôi cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy cái bao tử của tôi nó khó chịu, nó bị đau, nó hurts, nó bị đau. Và tôi đã mất cái thèm muốn ăn. Cái appetite đây tức là cái mà làm cho chúng ta thèm muốn ăn một cái điều gì, nó gọi là appetite. Và to lose one's appetite là chúng ta mất cái cảm giác thèm muốn ăn. Đó là một cái idiom, một cái thành ngữ chúng ta học, to lose one's appetite. Đây là cái thể của nó là present perfect, tức là and I've lost my appetite, và tôi đã mất, chưa biết mất lúc nào. Cho nên chúng ta dùng ôn lại cái văn phạm ở đây là present perfect dùng làm gì? Chỉ một việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng không biết đích xác thời gian nào thì chúng ta dùng present perfect. Ở đây nó là I've lost my appetite, tức là tôi đã mất, không biết ngày nào, không còn cảm thấy ăn ngon nữa. To describe the pain you are feeling, you can say my body hurts. Để mà diễn tả cái đau bạn đang cảm thấy đó, bạn có thể nói rằng là cái cơ thể của tôi hay là cái phần nào trong cơ thể của tôi nó đang đau. Hurts, nó đang đau. If you lost your appetite, it means you have no desire to eat. Hỏi giải thích rất rõ đúng không? Nếu mà bạn nói rằng là bạn không còn cái cảm giác muốn thèm ăn uống nữa, thì điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng là bạn không có một cái mà desire, một cái mong muốn, một cái thèm gì về ăn nữa. No desire to eat tức là không có một cái thèm gì để mà ăn nữa, tức là không có muốn ăn cái gì cả. Bây giờ cái câu số 10 mà cuối cùng mà của bệnh nhân đó, người ta nói thì người ta thường hay nói cái câu gì? Am I going to need surgery? Chấm hỏi, tôi có cần phải giải phẫu không? Cái bệnh của tôi như thế thì tôi có cần phải bị giải phẫu, phải vào phòng mổ không? Thì là am I going to need surgery? Ở đây chúng ta học lại một nữa là to be going to là sắp sửa xảy ra một cái chuyện gì? To be going to hay là to be about to là sắp sửa xảy ra. Surgery is when a doctor cuts open your body and make repairs on your insides. Surgery, giải phẫu là nghĩa nó là cái gì? Surgery, giải phẫu đây là khi mà một bác sĩ gọi là một bác sĩ giải phẫu, gọi là một người giải phẫu da, surgeon là một giải phẫu da đó, thì sẽ
sẽ cắt, tức là nó là sẽ giải phẫu cắt mở cái thân thể, phần nào của thân thể của mình ra. Mở ra để làm gì? Để mà sửa chữa, to make repairs, tức là sửa chữa. Make repairs là sửa chữa nha, đây nó là một cái thành ngữ chúng ta học thêm. To make repairs là sửa chữa những cái gì? Nói chung là repairs là sửa chữa. On your insides, trong những cái phần trong cơ thể của quý vị. Inside đây đúng ra nó nghĩa của nó là cái có thể là tĩnh tự, có thể là trạng tự, nó nói cái gì về bên trong. Nhưng mà inside nó có thể dùng trong cái nghĩa của danh từ, cho nên có chữ S là inside, là những cái bộ phận bên trong người của quý vị đó. Surgery can also call an operation. Ngoài cái chữ mà giải phẫu surgery ra, chúng ta còn dùng chữ operation để nói về giải phẫu nữa. Cho nên là nhiều khi nó đây là surgery hay đây là operation room á, thì đó nó cũng là cái phòng giải phẫu. Đó, phòng để người ta mổ. The verbs for the doctor doing this action are to operate or to perform surgery. Và những cái động từ mà cho người bác sĩ dùng để giải phẫu đó, ở đây đó người ta dùng, người ta gọi là gì? Người ta gọi nó là bác sĩ là to operate, tức là khi mà bác sĩ operate, tức là bác sĩ giải phẫu đó. Hoặc là to perform surgery. To perform surgery cũng là bác sĩ đang làm cái công việc giải phẫu đó. Còn we usually say that the patient has had an operation or has had surgery. Chúng ta cũng có thể thường nói rằng cái người bệnh nhân đó có, has, đã có, hay là had, đã có một cái giải phẫu, tức là có thể dùng là has an operation hay là has surgery. Cả hai cái chúng ta đều có thể dùng được hết. Và ở đây đó chúng ta nhìn thấy họ có một example, họ dùng là surgery hay là operation. Hai chữ này đó nghĩa nó tương đương với nhau. Cho nên khi chúng ta không dùng chữ này dùng chữ kia, hay là khi mà trong cái phòng mổ người ta dùng chữ này chữ kia, mình đều hiểu rằng người ta muốn nói tới cái chữ giải phẫu. Đó là surgery hay là an operation. Thì tới đây chương trình của chúng tôi đã lược qua cho quý vị về 10 cái mà phrases, những cái câu mà thường dùng trong văn phòng của bác sĩ. Khi đến gặp bác sĩ làm sao, hay là cần mổ hay sao, hay là cái đau đớn thế nào. Thì đây là một vài cái kiểu mẫu thôi, để chúng ta dựa vào đó chúng ta học, và chúng ta sẽ từ đó chúng ta phát triển ra để chúng ta bắt chước cho chúng ta dùng đó. Anh Nghĩa. Vâng, cảm ơn diễn giả Phong Gia Đại rất nhiều với cái bài học về hôm nay, về những cái câu mà chúng ta hay nghe thường dùng trong văn phòng của bác sĩ và các bệnh viện. Đến đây thì thời gian của màn đàm anh ngữ đã chấm dứt. Xin mời diễn giả Phong Gia Đại nhắc lại cái giờ phát hình của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh Nghĩa. Và thưa quý vị, chương trình phát hình của màn đàm anh ngữ một tuần đó là nó vào thứ hai và thứ tư, 10 giờ sáng và 7 giờ tối. Mời quý vị đón xem trên VKL TV 57.13 Nam Cali và 16.2 trên Bắc Cali, hoặc quý vị có thể vô trong VKL YouTube để xem lại những video này từ số 1 cho tới cái số hôm nay 103, để chúng ta ôn lại những cái bài mới, bài cũ hay là học cái bài mới. Vâng, dạ. Nghĩa. Diễn giả Phan Gia Đại cùng với Trọng Nghĩa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ trong những kỳ sắp tới. Xin trân trọng kính chào khán giả và mời quý vị khán giả theo dõi tiếp các chương trình của VCOW Television.